Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Chiedo, đó chính là ca khúc Dum Di Dum Di. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin để theo dõi những video mới nhất nha. Sắp tới thì Bin sẽ có làm một cái chuỗi video hướng dẫn nhảy từ cơ bản cho đến nâng cao. Thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể theo dõi kênh và chúng ta sẽ cùng học với nhau. Và dành cho những bạn không có điều kiện đến lớp thì mình sẽ có thể học tự học tại nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đi như thế này. 1, 2, 3, 4. Phần tay của mình sẽ phủi qua như thế này. Còn phần hông của mình sẽ đẩy qua hai bên. 1, 2, 3, 4. Sau đó mình mở qua 5 và 6, 7 và 8. Ok, 2, đi. 5 và 6, 7 và 8. Sau đó mình mở qua 1, 2 và 3, 4. Ok, 1, 2 và 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ lắc 2, 3, 7, hấp nhịp 8. Sau đó mình sẽ ôm lên trên 1, 2, 3, 4. Mình quay 5, 6, 7, 8. Ok, mình sẽ chỉnh lại 2, đi. 1, hấp 2, 3, hấp 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó mọi người sẽ feel 1, 2, 3, 4. Feel tự do, mình chỉ cần nhúng qua nhúng lại như thế này thôi. Tay mình sẽ để tự do. Ok, 1, 2, 3, 4. Sau đó mình đi 5, 6, 7, nhảy 8. Rồi, nếu mà mọi người chưa kịp thì mình sẽ đếm lại một lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, hấp 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phần tay của mình sẽ đỏ cổ 7, 8. Và sau đó phi tự do 1, 2, 3, 4. Đi 5, 6, 7, nhảy 8. Ok, sau đó chúng ta sẽ đặt hai tay như thế này, giống như đang đánh trống gì đó. 1, 2, 2, 2, 2. Phần tay mình sẽ ngang và up lên. Ok, boom, sắc, chùm, chùm, chùm. Rồi lặp lại, boom, sắc nhưng mà không có chân nha. Hóp, qua. Phần tay mình sẽ chỉ như này. Hóp, qua. Rồi lặp lại. Chùm, sắc, ha, ha, ha. Chùm, sắc, hóp, qua. Sau đó mình sẽ lặp lại một lần với bên đây. Chùm, sắc, hóp, hóp, lên. Và sau đó mình sẽ nhảy về một cái. Ok, chùm, chắc, hấp, hấp, lên, phùm. Rồi sau đó mình đi 5, 6, 7, nhảy 8. Là tới đây. Sau đó mọi người hấp ngực lên. 1, 2. Phần ngực của mình sẽ từ bên phía bên trái qua bên phải. 1, 2. Ok, phần tay mình sẽ giữ nguyên. 1, 2, 3 và 4. Ok, 1, 2, 3, 8, 4, 2, 2. Rồi sau khi mọi người đi một lần này xong, mình sẽ không đi lại tay nữa mà mình đi khuýt sáo, hóp và về. Ok, mình sẽ đếm lại một lần nữa. 2, đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sau đó mình sẽ đi lại một lần nữa với động tác khác. 1, 2, bừng, bừng, bừng chắc. 2, 2. Rồi mình để tay qua. Nè, nè, summer. Ok, là phần hông mình sẽ nằm ở đây. Rồi sau đó mình hất tay lên. Ok. Rồi, mình sẽ đếm lại một lần nữa ở phần sau. 1, 2, bừng, chắc, chắc, chắc. 2, 2, huyết sáo. Yeah. 1, 2, trùng, 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 chắc. 2, 2, quay, quay, up. Và hù, là mình sẽ hấp tay lên. Là nó có trong tiếng nhẹ, nó sẽ có tiếng như thổ dân gì đó mọi người. Hù. Ok,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm thử với cấp độ chậm nha. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Feel, 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 feel. 5, 6, 7, 8. Ta đã hoàn thành xong ca khúc Đâm Đi rồi. Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành bài nhảy này sau video của Bin nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha, comment bài hát mà mọi người muốn học tiếp theo. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.